cái đường xe cản. À, đường đi đâu? Không gửi về Bến Tre. Về Bến Tre hả? Về Bến Tre ông phải đi ra cái đường này nè. Ông đi ra bến xe miền Tây, bây giờ ông đi về Bến Tre làm gì? Về bến xe miền Tây á. Bến xe miền Tây bây giờ ông đi đường này cũng được, ông đi thẳng tới này luôn. Ông đi cuối cái đường này luôn. Là nó sẽ có cái vòng xe Phú Lâm. Yeah. Rồi ông đi tới vòng xe Phú Lâm, ông hỏi người ta bến xe miền Tây nha. Mà bây giờ đâu còn xe đâu, về Bến Tre. Ra đó mình biết ở ngoài chơi chờ xe không chạy đổ thì xe chạy cũng nhanh nha. Ông còn đây là mấy ổng đưa xe, mấy ổng chở đi khúc từ Phú Mỹ về này á. À dạ. Rồi ông cấp tiền cẩn thận nha. Rồi ông cứ đi thẳng cái đường này là ra bến xe miền Tây á. Dạ. Rồi ông đi đi. Rồi cảm ơn. Dạ. Xe miền Tây hả? Thôi ông đi mình không yên tâm luôn á.